Nếu như mình nói thì nếu mày dám nói bất cứ điều gì thì tao sẽ nhét con chuột này vô cái miệng của mày á, bắt mày nhai nó, bắt mày nuốt nó, mày biết chưa hả? Anh Bình, sao tự nhiên anh lại về quê gấp vậy? Nhà có chuyện gì hả? Không, tại tự nhiên thấy nhớ nội, muốn về thăm nội thôi. Anh về rồi chừng nào anh trở lên? Anh cũng chưa biết nữa, nhưng mà chắc sớm thôi. Nè, em ở nhà nhớ ăn uống đúng giờ và ngủ sớm đó nha. Anh đi nha. Anh Bình. Anh ôm em được không? Anh đi cẩn thận nghe. Em sẽ nhớ anh lắm. Mấy ngày anh đi á, anh cứ để chìa khóa phòng lại cho em đi. Mỗi ngày em qua quét dọn để không có bị bụi á. Anh đi nha. Ngày nào chưa tìm ra nó thì ngày nấy mình còn chưa yên. Làm sao đây? Con Thúy Hòa đúng là một quan gia này chứ mà. Tại sao nó lại xuất hiện ngay lúc đó chứ? Alo. Chào anh yêu. Người tình của anh đây. Anh khỏe không? Lại là mày. Bữa trước tao cho người dằn mặt mày mà chưa tởn hay sao hả? Chính vì em chưa tởn nên hôm nay em có thêm một tin tốt lành cho anh đây. Sau khi biết tin này rồi, anh muốn giết em thì cũng được. Con gái Ly này không có sợ chết. Nó chỉ thích nhìn thấy những kẻ hơn nó phải bị chà đạp. Mày nói khùng điên cái gì nữa hả? Lên mạng đọc tin tức đầu ngày đi. Có cả âm thanh minh họa, nghe hay lắm. Đúng là trong lòng của em bây giờ cảm thấy đang rất là bối rối. Em muốn lột bỏ lớp mặt nạ của Rosie Minh Châu, nhưng mà em không thể chủ động được. Chị Ái Ly, bây giờ em nên làm gì đây? Em là Úc Mây, bản thân em chính là Úc Mây. Rosie Minh Châu chỉ là một thân phận giả tạo, là một cái mặt nạ, chứ không phải là con người của em, cũng không phải là cuộc đời của em nữa. Trời ơi! Ông Tuấn ơi, chết rồi. Chết rồi ông Tuấn ơi. Chết rồi hả? Cô làm cái gì cô biết không? Tại sao cô lại tiếp tục giao du với cái loại người đi tiện như ấy đi hả? Tôi... Nó luôn rình rập chờ thời cơ để phá cô đó. Còn tâm sự chị em với nó nữa. Làm như thân tình lắm hả? Bây giờ thì sao? Nó nằm sau lưng của cô đó. Cô sáng mắt rồi chưa? Tôi thiệt không ngờ. Tất cả chỉ là màn kịch mà chị dựng lên để gài bẫy và bán đứng tôi. Không ngờ cái gì mà không ngờ. Cuộc đời này đúng là có rất nhiều điều bất ngờ đó. Đó, bây giờ cái đoạn ghi âm này đã được tung lên mạng rồi đó. Ha, kèm theo rất nhiều thông tin bất lợi để tố cáo cô rồi đó. Chính miệng cô đã thừa nhận mọi chuyện như vậy thì làm sao có thể che đậy được đây?
phóng viên báo thời đại mới đang gọi tôi. Cô khóa máy đi. Vô đi. Anh Tuấn, ở dưới có mấy phóng viên đợi anh. Em nói là anh bận họp, nhưng họ nhất quyết ngồi đợi. Bây giờ sao anh? Thì đuổi đi chứ sao. Dạ. Đuổi đi đi. Dạ. Cô thấy cô đã gây ra cái gì chưa hả? Cha. 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 Cái gì cha? Vậy? Ai vậy? Vậy đi cha. Bà đuổi cha mày. Tao đang ngủ ngon nghe thằng chó. Cha. Gì mày? Con muốn nói với cha một chuyện. Chuyện gì? Con đâu biết được ai là kẻ đã giết cha Út Bay rồi. Mày nói gì vậy? Ai giết ai chứ? Con nói là con đâu biết được ai là kẻ đã giết cha Út Bay rồi. Người đó chính là Quang Tuấn. Mày nói gì mày? Mày có bị khùng không? Cha nói gì là sao cha? Bữa trước chính miệng cha nói cha của Út Bay bị giết chết bởi chính nhân tình của mẹ Út Bay mà. Bữa trước là bữa nào? Chắc là bữa trước tôi xỉn quá. Tôi nói tầm bậy tầm bạ. Tôi nói tào lao đâu hơi đâu mà mày ghé. Vậy là sao cha? Vậy là những gì bữa trước cha nói là không đúng hả? Cha. Cha nói đi cha. Nói cái gì? Biết gì đâu mà nói. Mày vô duyên quá. Ở nhà coi nhà. Không có được đi đâu hết nghe chưa? Bây giờ tao cần gấp 50 triệu. Mày khùng hả mày? Cái gì? Mày thiếu tiền hả? Còn Út Mây nó đang ở trong tay của mày. Nó giúp mày kiếm được biết bao nhiêu là tiền. Coi như tao xài tiền của cô gái tao thôi. Mày nên nhớ, con dao hung khí đang nằm trong tay của tao. Mày suy nghĩ kỹ đi. Sự nghiệp của mày đáng để tiếc hay là mày tiếc 50 triệu? Hả? Chết mày như tao rồi con. Cha. Ê, dừng bên mày. Thì ra cha đang thông đồng với em Quang Tuấn để bưng bít vụ án này hả? Bữa nay mày nói toàn là chuyện khùng đi không nghe mày. Cha đừng có chối nữa. Con đã nghe hết rồi. Con biết cha muốn đem chuyện này để tống tiền ông Quang Tuấn đúng không? Hèn gì mà hồi nãy con hỏi. Cha phủ nhận cái chết của cha ông mày. Mày bớt cái mỏ của mày lại được không? Nếu như mày muốn được yên thân thì mày nên mắt nhắm mắt mở đi mà sống đi. Nếu không tao sẽ kêu thằng Tuấn cho người xử mày luôn đó. Cha nói gì vậy cha? Cha nói gì mà cha nghe được sao cha? Cô là con ruột của cha đó. Mà cha định xuống tay hả cha? Thì mày biết điều chút đi. Ông Quang Tuấn là kẻ giết người. Người đó lại là cha của mày. Con sẽ không để yên cho ổng đâu. Bây giờ cha cho con biết đi. Con dao gán ở đâu? Con dao gán ở đâu? Con cần nó để làm bằng chứng để tố cáo ông ta. Cha nói đi. Mày nằm mơ hả? Cho mày biết, con dao đó là cần cụ cơm của tao đó. Mày nghĩ sao tao đưa cho mày? Mày có điên không? Mày đi ra. Cha. Mày nè, tao nói cho mày biết nghe chưa? Nếu như mày thương con Út Mây thì tốt nhất mày đừng có làm lớn cái chuyện này. Nếu nó biết chính thằng Quang Tuấn là người nó đang chịu ơn mà cũng chính là người giết cha của nó, mày nghĩ đi, nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ làm cái gì? Cha. Nhưng mà những gì ông nói cũng có lý. Nếu như mình mà đi tố cáo, lúc đó Út Mây sẽ biết sự thật về cái chết của cha mình. Chắc chắn là Út Mây sẽ rất đau lòng. Mình phải làm gì đây? Còn chuyện gian lận của anh, bây giờ sắp ảnh hưởng tới cuộc thi rồi đó. Rồi danh dự của tôi cũng bị ảnh hưởng nữa. Anh giải quyết sau đây. Nhưng đừng phải ở tôi, mà là ở anh đó. Trong chuyện này dù sao anh cũng là người có tiếng nói mà. Anh lên tiếng phủ nhận mọi tin tức thì coi như mọi chuyện cũng có hướng giải quyết rồi. Lần trước là anh gài bẫy tôi, cho nên tôi mới bưng bít hết sự thật. Chứ thật ra
Tôi đâu muốn đồng lõa với anh đâu. Cho dù uy tín của cuộc thi có bị ảnh hưởng gì thì tôi cũng chấp nhận. Miễn sao tôi thấy anh thất bại là tôi vui rồi. Anh còn nhớ tới chuyện lần trước hả? Chắc là anh cũng không quên mấy tấm ảnh mát mẻ của anh với Vân Anh ở trong phòng khách sạn đó. Mày uy hiếp tao nữa hả? Trời, anh bình tĩnh đi. Anh ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi mà. Mình là đàn ông mà, mình phải rộng lượng chứ. Hơn nữa nếu mà anh rộng lượng á, thì cả tôi và anh, cả hai đều thoát nạn. Danh dự của anh cũng không bị sức mẻ, và cuộc thi vẫn giữ được uy tín để tiếp tục được tin tưởng ở những lần tới. Hoàng Tuấn, mày đúng là một con chó ghẻ. Gì? Ông nói sao? Tôi phải chính miệng thừa nhận mình là Rosie Minh Châu để phủ nhận tin đồn. Phải, vì cô là nhân vật chính. Tôi đã nói chuyện với ông Kiên. Ông cũng không muốn để mất uy tín của cuộc thi, nên đã hứa là sẽ không làm lớn chuyện, với điều kiện tôi phải chứng minh được cho khán giả thấy những bằng chứng mà chứng tỏ cô chính là Rosie Minh Châu. Vì vậy tôi nghĩ nên có một buổi đối mặt phân trần giữa cô với khán giả. Tôi đã lên kế hoạch hết rồi. Trong buổi nói chuyện đó, tôi sẽ thuê diễn viên đóng thế và ký hợp đồng diễn xuất độc quyền với họ cho vai cha mẹ ruột của cô. Ngoài ra, sẽ có bản kết quả xét nghiệm ADN chứng minh huyết thống giữa cô và họ. Nhiệm vụ còn lại của cô là phải diễn cho đạt và chứng minh cô phủ nhận những tin đồn đó. Thuê cha mẹ giả cho tôi, lỡ như bị người ta phát hiện ra thì sao? Cô yên tâm đi, chuyện này không quá khó đâu. Đây là những diễn viên mà đời thật cũng chính là sân khấu của họ. Mọi chuyện đều sẽ diễn ra giống như kịch bản, và công chúng sẽ bị dẫn dụ. Bể hết rồi. Chị xin lỗi em nha. Đây là chữ của Hai Bình sao? Như vậy là sao? Sao lại có chuyện quái quâm như vậy được? Ảnh là anh hai của Út May mà. Nhưng có đúng hai người họ là anh em ruột không? Cha của Út May đối xử với nó không ra gì. Có khi nào nó chỉ là con nuôi mà không hay biết? Nếu mà như vậy thì tình cảm của Hai Bình đối với mình là sao? Alo. Alo gì? Sao tới bây giờ tao vẫn chưa nhận được tiền là sao hả mày? Từ từ đi. Tao chưa có rảnh để đi gửi. Ê, giỡn mặt với tao hả mày? Tao bây giờ không cần biết mày có rảnh hay là không rảnh. Tao đang cần gấp nha, tối trong ngày mai. Mà tao vẫn không nhận được tiền á. Nè, mày đừng có trách tao nghe chưa. Đúng là con chó ghẻ mà. Anh yêu em. Anh hai em hôm nay gan dữ ha. Anh hai em viết cho chị hả? Nét chữ đó là của Hai Bình hả? Dạ đúng rồi. Sao chị lại hỏi vậy?
Em biết rồi. Anh hai em gửi thư nặc danh cho chị, cho nên chị muốn tìm hiểu chứ gì. Công nhận hai người lãng mạn quá nha. Bình thường thôi. Út May đã xác nhận đây đúng là chữ của hai Bình. Không lẽ... con lắm. Con nhớ nội lắm nội ơi. Nội đi Út May à, trong cuộc đời con sẽ gặp rất nhiều người. Có người làm cho con tốt lên, có người làm cho con xấu đi, hư hỏng hơn. Có người khiến cho con trượt dài xuống vực thẳm mà không sao dới lên được. Nếu con nhớ nội, con thương nội, thì con hãy sống sao cho thật tốt. Con đừng để bất cứ hoàn cảnh nào làm cho con phải hổ thẹn với lương tâm của mình nghe con. Con biết rồi, con sẽ nghe lời nội. Nội ơi, nội ơi, nội giúp con với. Nội ơi, bây giờ con rối quá. Con phải làm gì bây giờ đây hả nội? Mấy bữa nay con gặp chuyện, báo chí và dư luận cứ tấn công con. Nội biết, nội biết hết tất cả những chuyện của con. Nhưng nội muốn nhắc con một điều, con có quyền lựa chọn cách sống của mình. Hãy sống sao cho chân thật, đừng vì bản thân mình mà hại người ta nghe con. Trong phần đời còn lại của nội, nội đã phải cắn rứt lương tâm rất nhiều, bởi vì những lỗi lầm mà nội không sao sửa chữa được. Nội không muốn cho con tiếp tục sống như nội. Con hãy chọn lựa, hãy sống cho thật tốt nghe con. Nội nói vậy làm sao? Nội cắn rứt chuyện gì hả nội? Nội có lỗi với con. Lỗi lầm của nội đến giờ phút này nội không sao sửa chữa được. Nội không còn cơ hội để sửa chữa con ơi. Nội ơi, nội nói gì con không hiểu gì hết vậy nội? Nội nói cho con biết đi mà. Nội nói đi nội. Nội ơi, nội. Giấc mơ đó có ý nghĩa gì? Sao tự nhiên mình lại gặp nội? Cho con ly trà đá vậy thôi. Đợi gì một chút. Nè, uống đi con. Sao rồi con? Công an họ nói làm sao? Có kết quả gì chưa? Dạ chưa gì. Họ chưa báo lại với con. Đã 2 ngày rồi, con thấy lo lắm. Có khi nào nội con gặp chuyện gì không vậy? Đừng có nói tầm bậy. Nhiều khi bà nội con đi khám bệnh thì sao? Mà nội con á, ăn ở ngay lành lắm, không có sao đâu. Đừng có nói tầm bậy. Ủa Quý, mày sao vậy? Chuyện gì vậy Quý? Chết rồi. Chuyện gì? Ai chết? Từ từ nói con. Bình tĩnh rồi nói con.
Bình tĩnh. Quý à, bình tĩnh lại, không sao. Ai chết Quý? Bình tĩnh. Rồi rồi, nghe anh hỏi, nghe anh hỏi. Có chuyện gì? Nói. Dạ. Dạ. Sao? Con đang bơi. Rồi sao nữa? Thấy cá sát. Giật vô bơi. Sát gì? Sát gì? Sát nào? Ai? Bình tĩnh. Bình tĩnh con. Bình tĩnh. Nói đi. Sát của ai? Sát của ai? Dạ. Bà nội. Ai? Bà nội anh Bình. Ở đâu? Đằng kia kìa. Trời ơi Quý, thiệt không? Mọi người đang lo lắm. Mình phải làm gì đây? Dù sao chuyện này cũng là chuyện của mình. Mình không được để mọi người phải lo như vậy. Trốn tránh là ích kỷ và hèn hạ. Sao giờ này chưa thấy lâu quá? Nãy giờ mà chưa đâu đó. Nếu như bắt mọi người đợi lâu như vậy thì không có nên đâu. Hay là ông cứ bắt đầu buổi họp rồi tìm cách câu giờ. Còn tôi sẽ cố gắng liên lạc với Út Mây. Cũng đành như vậy. Nhưng mà không biết có thể liên lạc được với cổ hay không nữa. Ồ Si, rõ ràng là cô không hề nghĩ cho tôi mà. Hiểm nguy. Nhà đi. Đã đến lúc mày xuống mau rồi. Đối mặt với tử thần. Tên hung thủ chính hắn. Bản lĩnh kiên cường ấy đã khuất phục bản năng nguy hiểm. Tội phạm giết người đều có một khuôn mặt rất là ác và có ác cảm với người xung quanh. Chết đi. Với Gió Thành Tâm, Lê Bê La, Hòa Hiệp. Đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bản Năng Nguy Hiểm 19 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 trên truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 năm 2016.